Xây sân cầu lông tại nhà thì cần phải lưu ý những gì? Chắc là phải tốn khoảng tầm 200 triệu. Cái cảm giác mà chỉ vài bước chân thôi ra khỏi cửa là oánh cầu được luôn. Nó phê cực kỳ. Thôi thì anh em bình luận giúp tớ những cái kinh nghiệm làm sân này, rồi những cái điểm ưng nhất khi mình xây một cái sân cầu lông chuẩn, và đặc biệt là những cái sai lầm nên tránh để mình có thể ghi chép lại.